Chào các em học sinh. Thầy là thầy Hiếu đến từ mathx.vn. Các em có thể truy cập mathx.vn để tham khảo các bài học của thầy nhé. mathx.vn. Ok. Hôm nay thầy giới thiệu với chúng ta đề thi học kỳ môn toán lớp 6 của trường Trung học thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Trường chuyên Hà Nội Amsterdam là một trong những trường tốt nhất của thành phố Hà Nội. Đề thi cũng khá là khó. Chúng ta sẽ tham khảo đề thi của trường này. Uhm, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách giải là chính còn chi tiết trình bày thì các bạn sẽ tự trình bày bài số 1 câu a chúng ta tính ở đây tất nhiên là chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta tính nhanh đúng không ở đây chúng ta nhìn cái đuôi đây là 568 đây cũng có à, cẩn thận cẩn thận cẩn thận 568 ở đây là 586 ở đây là 468 chúng ta có thể nhìn thấy cái 468 và cái 532 này cộng lại là chẵn này Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể nhìn thấy là 436 với lại gì đây? Với lại là 468 với lại 586 cứ bình tĩnh bây giờ. Trước hết là chúng ta sẽ bỏ dấu giá trị tuyệt đối, bỏ dấu ngoặc đã trừ 1436 trừ đi này, chỗ này là trừ 1586 cộng với 532. Được chưa? Chỗ này chúng ta trừ đi 568 cộng với 468 rồi cộng với 1434. Bây giờ thầy sẽ có cái này là trừ 1436 cộng với 1586 trừ đi 532 trừ đi 568 trừ đi 468 cộng 1 4, 3, 4 Rồi Bây giờ trước hết là ghép hai anh này với nhau để cho nó chẵn đã Được chưa Thế còn mấy anh này có ghép được hay không Anh này với anh này có ghép được không Anh này với anh này ghép được hay không Cứ ghép đã nhá Chúng ta sẽ có là trừ 1, 4, 3, 6 Thôi mình cộng với 1, 4, 3, 4 đi Thì hai anh này nó chênh nhau rất là ít Đúng không Nó chỉ là âm 2 Thế còn trừ đi chỗ này chúng ta để thành là 532 cộng với 468 thì chỗ này chúng ta sẽ thấy là nó bằng là 1k, 1000. Đây trừ đi 1000. Thế còn anh này và anh này thì chúng ta sẽ cộng bình thường 586 trừ 568. Hai anh này trừ nhau thì chế là 86 trừ đi 68 là bằng 8 bằng 18. Được chưa nào? Bằng còn cái này là 1018. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện cái phép này chúng ta còn lại là bằng 16 bài toán được giải quyết xong Bây giờ câu B Câu B là chúng ta sẽ phải tính giá trị của một biểu thức liên quan đến lũy thừa Đấy có là 18 mũ 6 nhân 2 mũ 12 nhân 4 mũ 3 nhân 9 mũ 3 chia cho 6 mũ 3 nhân 9 mũ 9 nhân 27 mũ 3 Các em à, cố gắng là làm bài cẩn thận rồi chúng ta đỡ bị sai sót những cái bài dễ này không biết là thầy có sai sót gì ở cái bài số 1A này hay không hy vọng là không nhá các bạn có thể xem lại bây giờ chúng ta có cái tiếp theo ở đây thì cách đơn giản đó là chúng ta sẽ đưa về các cơ số nhỏ nhất có thể thì ở đây chúng ta thấy nó gồm cơ số 2 và cơ số 3 cái 18 này chúng ta có thể viết thành 2 x 3 mũ 2 tất cả mũ 6 x 2 mũ 12 nhân 2 mũ 6, 2 mũ 2 rồi mũ 3 nó chính là 2 mũ 6 nhân với 3 mũ 6. Chia này. Chỗ này là 2 nhân 3 tất cả mũ 3. Rồi chỗ này là 3 mũ 18, chỗ này là 3 mũ gì? mũ 9. Được chưa? Bây giờ thầy có là chỗ này là 2 mũ 6 nhân 3 mũ 12 rồi nhân 2 mũ 12 nhân 2 mũ 6 nhân 3 mũ 6 tất cả đem chia cho 2 mũ 3 nhân 3 mũ 3 nhân 3 mũ 18 nhân 3 mũ 9. Rồi, và bây giờ chúng ta có thể uh, rút gọn. Xong rồi chúng ta triệt tiêu 2 mũ 6 2 mũ 12 với 2 mũ 6 là chúng ta được là 2 mũ 24. Ở đây là 3 mũ 12 với 3 mũ 6 chúng ta được 3 mũ 18. Tất cả đem chia cho 2 mũ 3 Có nhầm lẫn gì không? Ừ, không nhầm lẫn đâu 2 mũ 3 Nhân với 3 chỗ này là 3 mũ bao nhiêu đây nhỉ? 3 mũ 3 mũ 18 3 mũ 30 Wow Chúng ta sẽ được là gì? Đây các bạn sẽ được là Trực tiêu cái 3 mũ 18 cho 3 mũ 30 Chỗ này là 2, vậy chúng ta còn là 2 mũ 21 chia cho 3 mũ 12. Ồ, sao tính được giá trị cụ thể của biểu thức này được nhỉ? Biểu thức này nó quá lớn, không thể tính được giá trị cụ thể. Bây giờ chúng ta thử nhầm lại xem là có nhầm lẫn gì ở đâu hay không. Bên dưới nó là, đây là 3 mũ 3 này, chỗ này là 3 mũ 18, chỗ này là 3 mũ 9. Như vậy là... Ừ... 3 mũ 3, 3 mũ 18 3 mũ 9 như vậy nó là 3 mũ 30 đúng thế còn trên tử số chỗ này nó là uh, chỗ này nó có một lần 3 mũ 2 mũ 6 là 3 mũ 12 3 mũ 12 chỗ này là 3 mũ 6 nữa như vậy nó mới là 3 mũ 12, 3 mũ 6 nó mới là 3 mũ 18 đúng không? Thế còn anh 2 kìa cả. 2 mũ 12, 2 4 mũ 3, 2 mũ 6, 2 mũ 6, 2 mũ 12, là 2 mũ 18, chỗ này 2 mũ 6 nữa là 2 mũ 24, đúng. Thế còn dưới này nó chỉ được có một lần 2 mũ 3 thôi. Ok và thầy nghĩ là đến đây thì kết quả chúng ta đành phải chấp nhận nó để lại như thế này. Kết quả nó quá lớn. Đúng không? Bài số 2 là tìm các số nguyên x sao cho chúng ta có một cái biểu thức như sau. Đây, hãy có một cái biểu thức đó là gì biểu thức của chúng ta là hai mũ trừ 2 mũ 10 trừ 2 mũ 10 đây phải có là 12 chúng ta sẽ có là trị tuyệt đối của trừ 2 mũ 10 à, trừ đi mở ngoặt là x cộng 24 bằng 80 trừ đi mở ngoặc vuông chỗ này là trừ 4 trừ đi 5 bình phương cộng 2 mũ 4 nhân 5 đóng ngoặc vuông. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm số nguyên x sao cho thỏa mãn cái điều kiện này. Thì trước hết chúng ta sẽ tính cái bên phải này trước. Ở bên này chúng ta cũng có thể rút gọn một chút. Trừ -2 trị tuyệt đối thì nó chính là 2, nó đây là 2 mũ 10 trừ đi x cộng 24. Còn về bên này thì có đây là 80 trừ đi nào. Bây giờ chúng ta tính cái này nó sẽ là trừ -4 trừ đi 25 cộng với 80. Trừ 29 cộng 80 thì chúng ta được cái chỗ này là 51. 51 sau rồi 80 trừ đi 51 thì nó lại bằng là gì? 29. Còn ở bên này chúng ta sẽ được là 1024 trừ đi x cộng 24 thì bằng 29. Nên chúng ta sẽ suy ra là gì? Chỗ này thầy lấy 1000 trừ đi x bằng 29 và các em sẽ được là x sẽ bằng 1.000 trừ 29 chúng ta được là 9.971 à đâu chúng ta được 971 thôi chứ <laughs> sao lấy đâu ra được 9.000 rồi bài toán xong nhá câu B câu B đề bài yêu cầu chúng ta đó là tìm các cặp số nguyên x y sao cho trị tuyệt đối của x 4 cộng với trị tuyệt đối của y cộng 5 bằng 1. Các em chú ý ở đây là người ta yêu cầu tìm x, y là các số nguyên. Như vậy vì x, y là số nguyên nên chúng ta suy ra x 4 cũng thuộc vào tập hợp các số nguyên. y 5 trị tuyệt đối của y 5 cũng thuộc tập hợp các số nguyên. Thế mà trị tuyệt đối của x 4 lớn hơn hoặc bằng 0, trị tuyệt đối của y 5 cũng lớn bằng 0. Nên lúc này chúng ta có các trường hợp sau đây. Trường hợp 1 đó là ở đây các bạn thấy là hai cái số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 cộng với nhau nó bằng 1 nên là một anh phải bằng 1, một anh bằng 0. Và ngược lại, một anh bằng 0, một anh bằng 1. Nên chúng ta sẽ có trường hợp 1 là trị tuyệt đối của x 4 bằng 0. Trị tuyệt đối của y cộng 5 bằng 1. Đến đây các em giải tiếp nhé. Chúng ta suy ra x bằng 4. Còn ở dưới này chúng ta suy ra x bằng âm 4 hoặc x bằng âm 6. Đúng không? Thế còn trường hợp 2. Trường hợp 2 thì chúng ta phải thỏa mãn là x trừ 4 bằng 1 và y cộng 5 bằng 0 chỉ tuyệt đối bằng 0 thì cái này suy ra y bằng âm 5 còn ở đây chúng ta suy ra x bằng 3 hoặc x bằng 5 bài toán được giải quyết xong rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 3 bài số 3 để bài như sau số học sinh khối trung học cơ sở của trường chuyên Hà Nội Amsterdam tham gia nghi thức đội trong khoảng từ 800 đến 1.000 em được xếp thành các hàng nếu xếp mỗi hàng 20 thì dư 9 tức là chia 20 dư 9 xếp 30 thì thiếu 21 nếu xếp 35 thì thiếu 26 bây giờ các em để ý này đây là dư 9 còn ở chỗ này 30 thì thiếu 21 em tức là cũng dư mấy cũng dư 9 đúng không thiếu 21 em thì đủ một hàng 30 như vậy thực ra là cũng dư 9 35 thì thiếu 26 như vậy thực ra cũng dư 9 nên là từ đây chúng ta có thể gọi số học sinh của trường đấy là À, số học sinh của khối trung học cơ sở tham gia nghi thức đội ấy, là A thì lúc này A sẽ chia 20 dư 9 A chia 30 cũng dư 9 A chia 35 cũng dư 9 vậy thì bỏ cái 9 đấy đi chúng ta sẽ được là A 9 chia hết cho 20 30 và 35 Ê, em lưu ý đây là một bài toán rất quen thuộc về dạng toán bội chung nhỏ nhất đúng không A chia hết A 9 chia hết cho ba số này vậy thì thầy suy ra là A 9 sẽ chia hết cho bội chung nhỏ nhất của 20, 30, 35 Bộ chung của mấy anh này chúng ta phân tích ra 20 với 30 thì bộ chung nhỏ nhất là 60 rồi 60 thì bằng là 5 x 12 Còn cái này là 5 x 7 Vậy chúng ta phải nhân thêm uh, thiếu một cái thừa số 7 nữa Và chúng ta sẽ có bộ chung nhỏ nhất của anh này là 420 Vậy thì suy ra A 9 có thể bằng 420 Hoặc bằng 840 vân nhưng mà do là nó nằm trong khoảng 800 đến 1000 nên từ đấy chúng ta sẽ suy ra là a 9 bằng 840 hay là a bằng 849 xong Bây giờ chúng ta có bài số 4 cho đoạn thẳng AB có độ dài 9 cm điểm C đoạn thẳng à, thuộc đoạn thẳng AB đây là a đây là B điểm C thuộc độ dài đoạn thuộc đoạn thẳng AB sao cho độ dài này là 3 AB là 9 nhá Điểm D nằm giữa B và C sao cho CD bằng 1 phần 3 DB tức là đoạn này sẽ chia làm 4 phần CD lấy 1 phần Đây. Tính độ dài các đoạn thẳng CB, CD và AD Trước hết chúng ta muốn tính độ dài CB thì chúng ta phải lập luận vì C nằm giữa độ nằm thuộc vào đoạn thẳng AB nên chúng ta có AC cộng với CB Đây là chúng ta sẽ lập luận nhé Chúng ta sẽ có này Vì C thuộc đoạn AB nên là lúc này theo cái tính chất về cộng đoạn thẳng chúng ta sẽ có AC cộng CB bằng AB và từ đây các em sẽ tìm được CB sẽ bằng là AB trừ đi AC AB là bằng bao nhiêu AB là bằng 9 còn AC bằng 3 như vậy chúng ta suy ra CB bằng 6 cm CB 6 cm. Bây giờ chúng ta sẽ có là CD thì bằng 1/3 của DB. Nên chúng ta sẽ suy ra CD bằng 1/4 của CB. Đúng không? Cái này rất dễ. CD là 1 phần, DB là 3 phần từ đây chúng ta từ đây chúng ta sẽ suy ra CD bằng 6 chia 4 là bằng 1,5. Thế còn uh, AD bây giờ làm thế nào để tính được AD? Muốn tính AD thì các bạn thấy là chúng ta phải chỉ ra lập luận là C nằm giữa A và D. Làm sao để chỉ ra được đoạn đó thì chúng ta sẽ có như sau. Vì, vì sao vì C nằm giữa A và B nên suy ra AB khác phía đối với C. Vì D nằm giữa C và B nên suy ra B và D cùng phía đối với C. Từ đó suy ra A và D khác phía với C. A và D khác phía với C, suy ra C nằm giữa A và D và khi C nằm giữa A và D chúng ta mới có AD bằng AC cộng CD và thay số chúng ta được cái này là 3 cộng với 1,5 chúng ta được là 4,5cm Các em lưu ý cách chứng minh nhé, chúng ta cần phải chứng minh C nằm giữa A và D trước sau đó chúng ta mới cộng được đoạn thẳng như thế này ờ, Bây giờ chúng ta có câu B chứng minh D là trung điểm của AB thì rất dễ rồi AB bằng 9 đoạn này 4,5 thì dễ dàng chứng minh được đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài 5, bài khó hơn. Bài 5 đề bài yêu cầu chúng ta là tìm số tự nhiên A nhỏ nhất sao cho khi A chia cho 5, chia cho 7, chia cho 9 thì số dư theo thứ tự là 4 2 7. Bây giờ thầy có A chia 5 dư 4 A chia 7 dư 2 A chia 9 dư 7 Đối với những cái bài toán này thì các em lưu ý cho thầy là gì? Đầu tiên là chúng ta hay tìm ra một cái phép trừ A trừ đi cùng một cái số dư nào đó để nó chia hết cho cả ba cái số này. Sau đó nếu không được thì chúng ta nghĩ đến việc là cộng. Đúng không? Chúng ta sẽ cùng cộng với một cái số nào đó để nó chia hết. Thế hoặc là nếu mà cuối cùng vẫn không được thì chúng ta nghĩ đến việc là chúng ta sẽ sẽ thế nào? Chúng ta sẽ nhân thêm. Đúng không? Nhân thêm 2, nhân thêm 3 chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ thầy nghĩ là nếu như này nhá, thầy nhân thêm 2 thì a ở đây các bạn để ý này, bây giờ a sẽ bằng là 5k cộng 4. Ở đây là a bằng 7m cộng 2. Đây là suy ra a bằng 9n cộng 7. Bây giờ nếu cái phần này nó chia hết rồi nên là nếu mình nhân thêm ấy, thì số dư nó sẽ quyết định bởi cái phần nhân thêm so với cái số dư này Thì ở đây là 2A chẳng hạn thì nó sẽ bằng 10K cộng 8 8 chia cho 5 thì lại dư 3 Đấy còn đây 2A thì bằng 7 uh, 14M cộng 4 Thì chia cho 7 lại dư 4 không được 2A ở đây thì lại là 18N cộng với 14 Chia cho 9 thì dư 5 Vẫn không giống nhau Nên là xét 3 Nhân 3 thì đây 12 12 chia cho 5 là dư mấy 12 chia cho 5 là dư 2 Nhân 3 ở đây thì là 6 6 không được chia cho 7 dư 6 cái này nhân với 3 21 21 chia 9 dư 3 cũng không được nhân 4 đúng không chúng ta nhân 4 44 16 chia 5 dư 1 42 là 8 chia 7 dư 1 47 28 chia 9 cũng dư 1 như vậy lúc này chúng ta suy ra 4A sẽ bằng 20k cộng 16 chia 5 dư 1 tương tự chúng ta sẽ có 4A bằng 28 m cộng 8 nó sẽ chia 7 dư 1 hoặc là chỗ này chúng ta có 4a à, bằng 36 n cộng 28 cũng chia 7 dư gì dư 1 bây giờ chúng ta sẽ suy ra là 4a 1 sẽ chia hết cho 5 7 à chỗ này là chia 9 5 7 9 hay chúng ta sẽ có 4A 1 sẽ phải chia cho bộ chung nhỏ nhất của ba anh này ba anh này bộ chung nhỏ nhất của chúng chính bằng tích của chúng là 5 x 7 là 35 35 x 9 9327, 9545, 95 45 315 và để tìm được cái anh A nhỏ nhất thì chúng ta chọn cái anh A này là 4A 1 bằng luôn 315 vậy từ đây suy ra A sẽ bằng 316 chia 4 chia được đúng không nào chúng ta được là 79 đáp số A bằng 79 các em chú ý là đây là một bài toán khá là khó à, phải chúng ta phải hiểu được rất kỹ cái dạng toán liên quan đến bộ chung nhỏ nhất ở đây và chúng ta thấy số dư nó không giống nhau vậy không áp dụng cái trừ được số dư nó cũng không cùng hụt so với cái số chia nên là không cộng thêm vậy nghĩ đến việc nhân thêm ngoài ra thì chúng ta còn có một cái cách nữa đó là gì các bạn để ý nhìn ở đây nhá A chia cho 5 dư 4 nên là chúng ta thấy là a trừ đi 4 sẽ chia hết cho gì? Cho 5. Chỗ này là a trừ 2 cũng chia hết cho 7. Chỗ này là a trừ 7 sẽ chia hết cho gì? Cho 9. Và lúc này các em để ý là chúng ta sau khi chúng ta trừ đi 4 rồi, chúng ta trừ tiếp một vài lần 5 nữa, đúng không? Thì vẫn chia hết cho gì? Cho 5. Chỗ này là a trừ 2 trừ tiếp vài lần 7 nữa, nó cũng sẽ chia hết cho 7. Ở đây là A trừ 7 rồi trừ tiếp một số lần 9 Thì nó vẫn chế hết cho gì? Cho 9 Vấn đề là bây giờ mình sẽ đưa làm sao để ba cái biểu thức này này Nó giống nhau Tức là chúng ta chọn Xem là trừ đi một số cái 5 Chọn trừ đi một số cái 7 Chọn trừ đi một số cái 9 Để sao cho nó bằng nhau Thì đây là chúng ta cũng có thể liệt kê một lúc Chúng ta liệt kê cái dãy này Ví dụ 4 này 4 nhá Xong rồi trừ tiếp Trừ 4 trừ tiếp Trừ 5 thì chính là trừ 9 này sau đó trừ 14, sau đó trừ 19, 24, 29, vân vân. Thế còn dãy tiếp theo là 2 này, xong rồi 2 với 7 là 9, xong rồi là 16, 23, 30, tức là cách nhau 7 đơn vị, 37, vân vân. Thế còn ở dưới nó sẽ là 7, rồi bao nhiêu nhỉ? 7 với 9 là 16, rồi thêm 9 nữa là 25, 34, 43, chúng ta vẫn chưa thấy nó trùng nhau, đúng không? 52, chưa trùng nhau. 59. Ở đây là 3 7 là 44 xong rồi 51. Ừm. cộng với 7. Đúng rồi. Cộng với 7 thì từ từ bình tĩnh. Đúng? Nó 58, như vậy nó chưa trùng nhau. Thực ra là các bạn sẽ viết đến lúc mà nó bằng 79 là nó sẽ trùng nhau. Đấy là một cách giải, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ còn một cái bài nữa. Chúng ta có một cái bài cuối cùng câu B đó là dành riêng cho lớp 6a đây là một bài khó a bằng 1 x 2 mũ 2 cộng với 3 mũ 2 cộng 3 x 4 mũ 2 đây nhá hãy có a bằng 1 X 2 mũ 2 cộng 3 mũ 2 cộng 3 x 4 mũ 2 cộng chắc là 4x 5 mũ 2 cộng vân vân cộng với 2017 à nhân 2018 mũ 2 rồi thầy đang thắc mắc là tại sao chỗ này nó lại là 3 mũ 2 thôi mà nó không có 2 nhân 3 mũ 2 nhỉ chúng ta sửa lại chỗ này thành 2 nhân 3 mũ 2 nó phải đề như thế này thì ở đây chúng ta sẽ làm một cách như sau các bạn để ý nhé chúng ta sẽ viết cái này thành là thực ra cái dạng là 1 nhân 2 2 x 3, 3 x 4, 4 x 5 vân vân là các bạn biết làm rồi thì chúng ta có cái dạng 1 x 2 x 3, 2 x 3 x 4, 3 x 4 x 5 là chúng ta cũng biết làm rồi nên thầy sẽ đưa cái dạng này về đó bằng cách là 1 x 2 này còn cái 2 này thầy sẽ viết thành là 3 1 cộng với 2 x 3 còn cái 3 kia thầy sẽ viết thành là 4 1 cộng với 3 x 4 còn cái 4 kia sẽ viết thành là 5 1 cộng chấm 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 cộng 2017 x 2018 chỗ này sẽ là 2019 trừ 1. Và lúc này các em sẽ viết trở thành là 1 x 2 x 3 cộng 2 x 3 x 4 cộng chấm 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 cộng cho đến 2017 x 2018 x 2019. Đây là cái nhóm thứ nhất. Bây giờ thầy trừ đi là 1 x 2 cộng 2 x 3 cộng với 3 x 4 cộng 2017 nhân 2018 ok chưa thì cái nhóm này các em biết rồi nó sẽ bằng là 1 phần tư của 2017 nhân 2018 nhân 2019 nhân 2020 đúng không thế còn cái nhóm này nó sẽ là 1 phần 3 của 2017 nhân 2018 nhân 2019 chúng ta có thể rút gọn rồi chúng ta nhóm dưới cái gì đó để chúng ta rút gọn cái biểu thức này tuy nhiên là thầy phần đấy không có bây giờ thầy sẽ đi chứng minh cái phần phần này tại sao nó bằng 1 phần tư nhé thầy giả sử đây là s thì chúng ta có thầy nhắc lại cái bài này 1 x 2 x 3 cộng 2 x 3 x 4 cộng 3 x 4 x 5 cộng chấm 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 cộng cho đến 2017 x 2018 nhân 2019, thực ra là nó là n nhân n cộng 1 nhân n cộng gì? cộng 2 Thế thì, các em để ý này Bây giờ chúng ta thấy này, cái này nó lặp lại này Đấy, xong rồi 3 4 này, 3 4 này 4 5 này, sao lại có 4 5 Bây giờ mình sẽ làm sao khai triển cái này để nó thành dạng là A trừ đi B rồi lại cộng B trừ đi C cộng C trừ đi D, vân vân Thì thầy nghĩ đến việc là thầy lắp vào đây một cái anh mới và trừ đi một cái anh cũ bằng cách như sau nếu như mà để cái này là 1 x 2 x 3 Anh tiếp theo của cái này là 4 Còn anh trước của cái này là 0 Thế còn ở đây sẽ là 2 x 3 x 4 Anh tiếp theo sẽ là 5 Và anh trước đấy là gì? Là 1 Cộng 3 x 4 x 5 Anh tiếp theo là 6 Và anh trước đấy là gì? Là 2 vân vân Tuy nhiên để mà có cái này Thì các bạn sẽ thấy chỗ này nó đem 4 lần Cái này nó bằng 4 Cái này bằng 4 Nên là thành những việc đây là nhân với 4S được chưa và cái cuối cùng ấy ở đây ấy, nó chính là 2017 nhân 2018 nhân 2019 nhân với 2020 trừ đi 2016 rồi đến đây thì các em uh, triệt tiêu thôi đúng không chúng ta sẽ có 2 x 3 x 4 x 5 trừ 1 x 2 x 3 x 4 thì chỗ này lại có 1 x 2 x 3 x 4 trừ đi 0 tiếp theo các bạn cứ triệt tiêu dần triệt tiêu dần đến đây thì những bạn nào học đã học chương trình nâng cao thì đều biết rồi rồi ok thầy đã chữa xong đề 2017 2018 môn toán lớp 6 kỳ 1. Đến đây, bạn nào mà còn chưa hiểu phần nào hoặc là có cách giải hay hơn hoặc có có ý tưởng khác thì các bạn có thể comment phía dưới để uh, trao đổi với thầy. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em. Chúc các em học tốt.